Hello mấy anh chị, welcome mấy anh chị trở lại với Spicy Trading Bootcamp Day 13. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học một chỉ báo, đó là chỉ báo MACD và cách sử dụng MACD nâng cao. Và em sẽ hướng dẫn thêm cho mấy anh chị một cái chỉ báo đi kèm với lại MACD, hoặc là mấy anh chị lấy nó để replay MACD luôn cũng được, nếu như mà anh chị cảm thấy nó hợp lý. Rồi, thì cái MACD ha, bây giờ OK, thì MACD là gì? MACD tên đầy đủ của nó là Moving Average Convergence Divergence. Too much. Rồi, thì cái MACD này nó work như thế nào? Nó sẽ đầu tiên ha, mình sẽ nói về cái cấu tạo của nó. Đây, em sẽ vẽ cái cấu tạo của nó cho anh chị. Rồi, đây, cấu tạo của nó. Thì cái MACD này nó gồm có, đầu tiên là anh chị đừng có quan tâm tới cái hình cái mấy cái này ha, bây giờ mình sẽ quan tâm là nó có hai cái đường. Nó hai cái đường. Đó rồi, để em kiếm cái công cụ vẽ cái. OK. Nó gồm có một đường người ta gọi là đường màu xanh. Lúc mà anh chị mới mở nó sẽ màu xanh, nhưng mà em có nói là nếu như mà cái đường nào mà nó dễ nhìn á thì em sẽ chuyển thành màu trắng. Thì cái đường màu xanh đó người ta gọi là MACD. Nó giúp cho mình xác định được đà tăng hay giảm. Còn cái đường còn lại là màu cam, người ta gọi là đường signal. À, và nó có một cái histogram, histogram này nè. Đây, là gồm 3 đường anh chị ha. Là MACD là màu xanh hoặc màu trắng nếu mà anh chị đổi thôi em. Rồi. Và cái đường kế tiếp là đường màu orange là đường signal và một cái histogram. Thì cái cách nó work là như vậy. OK, đây. Thì cách nó work ha, em sẽ nhận cho mấy anh chị. Mình có hai đường phải không ạ? Thì bây giờ mấy anh chị cứ suy nghĩ là như vậy. Cái đường màu cam là đường signal, nó sẽ nằm im. Ha, đầu tiên mình xác định là nó nằm im đi, đường màu cam ha. Đường màu cam là signal. OK. Rồi, cái đường màu đen của em sẽ là mắc đi. Người ta hướng dẫn á là mỗi lần á mà cái đường mắc đi nó cross từ ở dưới, nó cross lên rồi, nó cross từ dưới cross lên, thì tại cái thời điểm này nè người ta coi á là mắc kịch nó đảo chiều. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó đang rớt đúng không, nó đang rớt đúng không, thì khi mà nó cross over là nó đi lên. Đây, đó từ dưới lên nha mấy anh chị nhớ nha, nó cross over từ dưới lên thì là nó sẽ đi lên. Và ngược lại, nếu như bây giờ cái đường signal này màu cam này nó vẫn nằm im, thì cái đường mắc đi nếu như nó đi từ sao, từ trên xuống tại cái điểm này mà nó cross over được thì người ta nói sao, xu hướng gì, xu hướng đang tăng sẽ thành xu hướng giảm. Đó, cái cách mà mắc đi nó work là như vậy. Nó bây giờ mình chỉ cần nhớ là nó có hai cái đường, đường màu trắng cross từ dưới lên đường màu cam là có xu hướng tăng, đường màu cam đứng yên, màu trắng cross từ ở trên, cross từ ở trên nè, cross từ ở trên cross xuống thì sao, xu hướng giảm. Rồi, mấy chị OK khúc này ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vô, mình đầu tiên mình mở mắt đi lên trước đi ha, đầu tiên mình mở mắt đi lên trước. Rồi thì cũng như vậy, mấy anh chị sẽ bấm dấu chấm hỏi trên màn hình. Mấy anh chị bấm MACD, mắc đi. Đó, bây giờ mấy anh chị thấy không? Nó có hai cái đường line dễ gì và một cái histogram. OK, hai đường line và histogram. Bây giờ giống nãy em có nói anh chị là cái đường mắc đi đúng không? Cái đường mắc đi em sẽ đổi thành màu trắng. Đó, em sẽ đổi màu trắng vậy thôi. Em sẽ đổi nó thành màu trắng cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ mấy anh chị thấy nè, mắc đi là đường màu trắng, signal là đường màu cam. Đúng không? Và cái histogram, tạm thời bây giờ mấy anh chị đừng quan tâm gì histogram, em sẽ tắt cái tạm cái histogram đi ha. Em tắt tạm histogram đi để cho mấy anh chị thấy hai cái đường line này thôi. Rồi. Bây giờ em sẽ ví dụ cho anh chị ha. Ví dụ mà khi mà màu trắng nè nó cross từ trên xuống đúng không? Mà nãy mình nói sao? Màu trắng cross từ trên xuống, đường màu cam đứng im thì sao? Dấu hiệu là con stock sẽ drop. Đây, từ cái lúc này là cây nến này ha. Rồi mấy anh chị coi từ lúc mà nó drop xuống nè, nó cross over rồi, cái nó drop tới tới đây đi, tới đây rồi mấy anh chị coi là sao, là nó giảm nè, mấy anh chị thấy không? Đó, mấy anh chị thấy nó giảm không?
Đây, nó từ đây nè, để anh coi mấy điểm ha. Nó từ đây nó đi xuống. Xuống tới đây là 18 điểm. Đó. Thì khi mà crossover này mấy anh chị entry được, đúng không? Mỗi lần mà nó crossover là một cái gợi ý để cho mấy anh chị entry, bởi vì nó có khả năng nó đảo chiều xu hướng. Nhưng mà em không recommend mấy anh chị entry khi nó crossover. Tại sao? Chút em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị. Nè, đầu tiên bây giờ em hướng dẫn sơ sơ đi. Là mấy anh chị thấy nếu như mà mình không nhìn gì hết thì ngay đây có phải là một cái đáy không? Ngay đây là cái đáy đúng không? Nhưng mà lúc này mắc đi nó chưa có cross. Nhưng mà nó có ở đâu? Nó có ở đây. Lúc nó cross là mình mua kế bên cây này, là mình mua giá có thể cao hơn tí xíu. Chẳng hạn như từ đây nè mà lên tới trên đây là mình mua mất 7 điểm rồi. Mình phải đợi 7 điểm mình mới mua được. Đúng không? Mình phải đợi 7 điểm mình mới mua được. Này, ha. Cho nên chút hồi em sẽ hướng dẫn mấy anh chị một cái công cụ hỗ trợ mất đi giúp mình mua sớm hơn tí xíu. Rồi. Bây giờ ha. Ngược lại nè, bây giờ mình coi cái xu hướng tăng, nãy là mình coi xu hướng giảm, bây giờ mình coi cái xu hướng tăng nè. Mấy anh chị coi nó crossover từ chỗ này. Mình so lên là từ đây đúng không? Rồi, bây giờ mấy anh chị coi tới lúc hiện tại là nó chưa cross ngược lại nè, là tới đây đúng không? Là coi như nó hiện tại nó tăng bao nhiêu điểm. Crossover từ đây. Đúng không? Có một cái khúc nó rớt ngược lại đó nè. Đó, có khúc ngược lại nè, nhưng mà mình đo gần nhất đi, mình đo cây gần nhất là 8 đồng 87 là được ăn được 8 đồng, và tới thời điểm hiện tại chưa cross lại là mình ăn 21 đồng. Đó, mình ăn 21 đồng. Rồi. Đây là cái cách mất đi nó quớt ha. Rồi, cái kế tiếp là mất đi này, nó còn một cái là nó giúp mình xác định xu hướng. Rồi, thì khi mà hai đường giao nhau nè là xu hướng thay đổi, giống nãy em nói đó. Anh chỉ cần nhớ là đường này cross đường kia, nó là nó xu hướng nó sẽ thay đổi. Đúng không? Thì cái kế tiếp là mình sẽ lấy một cái nữa ra là bây giờ mấy anh chị đặt vô trong cái biểu đồ này một con số là con số 0. Đó, rồi, mấy anh chị đặt vô số 0 ha. Bây giờ mấy anh chị coi cho em nè, cái lúc á, mà chính thức cái đường này nè, nó vượt qua số 0 á thì nó mới confirm được cho cái con này là nó uptrend. Đúng không? Chứ còn lúc mà nó cross đi, cho dù nó crossover đi, đúng không? Ngay lúc này nó crossover đi. Nhưng mà anh chị thấy không? Nó chưa có trên số 0, nó vẫn có khả năng nó rớt ngược trở lại. Đó, cho nên em không khuyến khích mấy anh chị mua ngay lập tức ngay lúc mà nó cross là vậy. Nó sẽ rất là risky, tại vì sao? Nếu anh chị mua ngay đây mà mấy anh chị không cứng tay á là rớt xuống đây là mấy anh chị thua bao nhiêu? Mấy anh chị mua ngay đây đúng không? Rớt xuống đây là mấy anh chị mất 10 điểm, 11 điểm, mình rất là sợ nhiều khi mình cut loss. Nhưng mà em nói sao? Nó bắn ngược lại lên đây. Đúng không? Bắn ngược lại lên đây. Rồi, tiếp tục để em coi một lần nào nữa mà nó chưa rớt xuống không đây. À, đâu rồi? Đây, khúc này đi. Ví dụ thêm một cái nữa nè. Mấy anh chị coi ha, nếu mà mình mua ngay đây. Đúng không? Mình mua ngay đây là mình mua ngay cây nến này. Nó có một cái cây nến đỏ nó đâm xuống nữa nè. Khi mà nó chưa qua được cái đường không á là sao? Nó chưa có chính thức confirm xu hướng, nhưng mà mấy chị coi khi mà nó qua đường không là từ đâu? Là có phải là từ đây không? Thì mấy chị coi nó chạy sao? Chạy lên tới đây luôn. Đó, thì bây giờ cái trick của nó là như vậy. Khi mà mấy anh chị mua ha thì mấy anh chị có thể lưu ý vậy nè, là stock á mà nó muốn chạy mạnh là nó phải nằm ở trên đường không. Đúng không? Nó phải nằm trên đường không. Vậy mấy anh chị muốn đánh con, mấy anh chị nên mua lúc nào? Mấy anh chị nên mua những cái lúc mà nó crossover trên đường không. Đây chẳng hạn như khúc này nó crossover trên đường không là mấy anh chị thấy không? Từ lúc mà mấy anh chị mua là mấy anh chị có khả năng thắng rất là cao. Đó, từ lúc nó crossover ngược lại là tới đây. Đúng không? Còn nếu như mà mấy anh chị chăm chăm á, mà mấy anh chị mua ở dưới đường không này nè, thì mấy anh chị phải nhớ bất kỳ lúc nào dưới đường không nó cũng phải có một cái pullback trở lại. À, mấy anh chị hiểu ý mà đúng không? Rồi, đây mình ví dụ cái nữa nè. À, đây để ví dụ cái nữa nè. À, thấy không? Mấy anh chị coi những cái lúc mà nó crossover đường không nè thì sao? Cái khả năng thì có lợi nhuận rất là cao. Đó, khả năng anh chị có lợi nhuận rất là cao. Còn nếu như mà mấy anh chị thường mua ở dưới số 0 này nè. Đúng không? Thì sao? Có nhiều lúc nó sẽ bị bù bát trở lại, chẳng hạn như khúc này nó sẽ có một cái bù bát ngay đây. Nhưng mà end up sao? Nó dần vượt qua số 0 thì nó sẽ hoàn toàn nó uptrend. Đó, thì cái mất đi này nó có lợi nó cũng có hại. Có nghĩa là nó cho mấy anh chị một cái signal entry rất là rõ, có nghĩa là crossover là một cái potential để mấy anh chị trim in. Nhưng mà sao? Nếu như anh chị sử dụng nó một mình thì gần như là không chính xác.
chút hồi nó sẽ có một cái không chính xác hơn mà em không thích xài mắt đi. Nhưng nếu như anh chị nào master và biết cách sử dụng nó, cộng với lại kết hợp thêm những cái tool support, thì mấy anh chị sẽ có một cái tỷ lợi nhuận rất cao. Mà cái mắt đi này á, khi mà anh chị sử dụng, mấy anh chị đừng sử dụng cho nó day trade, nó không có tốt đâu. Tại vì em trade day trade nhiều, cho nên lý do mà em không thích sử dụng mắt đi là vậy. Tại vì nó không có hiệu quả trong việc day trade, nhưng mà nó swing khá là tốt. Nó swing khung lớn á, nó những cái khung daily á khá là tốt. Tại vì nó mang lại một cái lợi nhuận rất là cao. Chẳng hạn như chỗ này, đúng không? Chẳng hạn như cái chỗ này. Bây giờ em không, nó cross ngay đây đúng không? Em đánh một cái dấu. Hiện tại nó cross ngược lại là nó cross ngay đây. Đó mấy anh chị thấy không? Bây giờ mấy anh chị chỉ nghĩ đơn giản là mình mua khi nó cross và mình bán ra khi cross ngược lại là mấy anh chị đã thắng cái cây này được bao nhiêu? 85 điểm. Đó, nhưng mà có những lúc nó rất risky là nó đã từng rớt ngược lại chính xác ngay chỗ mấy anh chị mua. Đúng không? Nó rớt ngược lại ngay chính xác chỗ anh chị mua là nó rớt lại ngay ngay đây. Đó, rớt lại ngay đây. Đúng không? Cho nên cũng có một cái em hướng dẫn mấy anh chị như vậy. Nếu thật sự mấy anh chị mua ngay đây. Nếu thật sự mấy anh chị mua ngay đây, bất kỳ lúc nào mấy anh chị thấy có lời mấy anh chị cũng xác profit được. Mình chứ nhất thiết không, mấy anh chị không phải cần đợi nó cross qua. Nhưng mà sao? Còn một cách nữa là mấy anh chị nhớ để một cái gì? Để một cái support ngay cái chỗ cái giá anh chị mua. Nếu như mà cái lần nó quay trở lại, đúng không? Nó quay trở lại mà anh chị cảm thấy nó không có bị lủng support này của mình, là nó không rớt under dưới support này của mình, và hai cái đường này nó cũng chưa crossover, thì mấy anh chị làm gì? Mấy anh chị có thể add thêm lệnh vô ngay đây. À, mấy anh chị có thể add thêm lệnh vô ngay đây, kiểu như là lần đầu mấy anh chị không dám mua nhiều, nhưng mà lần sau á, nếu mà nó hold được, có nghĩa là đây là gì? Một cái confirmation uptrend vẫn còn. Và cái pattern này anh chị có thể gọi là double bottom. Đúng không? Double bottom hay là mấy anh chị nhớ gì không? Polarity. Mình đã học ở bài thứ nhất nè. Break out ở đâu? Hồi về ở đó. Đi tiếp. Đó, cái này gọi là polarity. Rồi, thì đó là một 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 cái trick ha. Nhưng mà nếu anh chị nhớ nha, nếu mà nó lủng rồi, mấy anh chị nhớ bán đi, hoặc là làm sao? Còn một cách nữa là mấy anh chị thấy nó đi lên gì, mấy anh chị take profit bớt đi. Mấy anh chị thấy có lời, mấy anh chị nhớ bỏ túi bớt đi. Tại vì mấy anh chị cứ nhớ là có thể bất kỳ lúc nào nó cũng có thể pullback về cái điểm bắt đầu. Mà nó pullback về cái điểm bắt đầu rất là risky, nếu anh chị giao option có thể mấy anh chị bị thua ngược. Chứ không phải nó quay về cái điểm bắt đầu là mấy anh chị break even ha. Option nó có time decay đồ này nọ trong đó nữa. Cho nên có thể là mấy anh chị sẽ bị thua ngược. Cho nên cứ nhớ là có profit mấy anh chị nên take. Khi mà nó quay ngược về cái điểm đó, đúng ý mấy anh chị sẵn lòng mua thêm. Lần này mình mua nhiều hơn lần trước luôn. Tại vì nó đã có một cái confirmation là quay trở về cái vùng người ta bán mà hold được. Có nghĩa là sao? Người ta vẫn ủng hộ cái xu hướng uptrend. Rồi. Đây đây là hai cái đường mắc đi và đường signal ha. Bây giờ mình sẽ bỏ lại cái histogram. Rồi, bây giờ mình bỏ lại histogram, tắt cái mắc đi signal đi. Thì cái histogram này nó rất là đơn giản, nó có bốn cái màu. Màu xanh lợt, màu đỏ và màu hồng. Thì khi mà mấy anh chị trade á, cái uptrend là gì? Có phải là càng nhiều màu xanh là nó càng tăng không? Đó, cái xu hướng à, cái xu hướng càng nhiều màu xanh là nó càng tăng. Màu xanh là mấy anh chị coi nè. Nó xanh từ đây, xanh lên đây, lên, 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 lên. Đó mấy anh chị thấy không? Một khi mà cái gì nó chuyển thành màu xanh lợt là nó bắt đầu nó giảm dần. Đó, thì bây giờ nếu mà mấy anh chị nào muốn sử dụng mắt đi, mấy anh chị có thể xác profit bằng cách này. Mấy anh chị thấy nó đang xanh. Khi mà nó chuyển màu, mấy anh chị sợ, mấy anh chị có thể xác profit. Mình hoàn toàn mình không biết được, thật lòng luôn anh chị ha, hoàn toàn mình không biết được lúc này nó có đi xuống đây hay không. Đúng không? Nhưng em nhìn là lúc này cái chart nó ra rồi là mình có thể nó lên được tới đây, nhưng hoàn toàn mình không biết được, giống như nãy em nói đó. Nếu như mà mấy anh chị nào trade đúng không? Đây là cái ngay cái chỗ nãy mình entry luôn nè. Mình entry ngay đây khi mà nó hiện lên màu xanh đúng không? Mấy anh chị bán bớt ngay đây đi. Rồi, bây giờ mấy anh chị để nó rớt lại xuống đây. Đúng không? Anh chị để rớt lại xuống đây, mấy anh chị mua thêm thì mấy anh chị lời. Đó, at least là mấy anh chị biết có khả năng nó rớt từ đây rớt xuống, không sao hết. Đúng không? Mình có lời là được. Mình lấy lại, hoặc là mấy anh chị lấy gì? Mấy anh chị lấy lại cái vốn của mình vô trước đi. Đúng không? Mình cứ lấy lại cái vốn của mình vô trước, không sao cả. Rồi, tiếp tục. Thì cái nãy là hai cái màu xanh màu trắng, bây giờ ngược lại là cái màu đỏ và màu hồng. Màu đỏ và màu hồng sao?
cũng xem tin, nếu như bây giờ trong một cái chu kỳ nó drop còn đỏ là nó còn drop, đúng không? Lúc này nó hiện lên một cái màu trắng nè, có nghĩa là sao, nó bao lên được xíu, nhưng mà end sao nó lại biến thành một cái màu đỏ nữa. Đây là cái em không thích duy nhất ở cái MACD, có nghĩa là nhiều trường hợp nó sẽ đổi thành màu trắng màu đỏ liên tục, nhất là trong day trade. Để em mở cho mấy anh chị coi nè ha, em mở cho mấy anh chị coi, mấy anh chị thấy không, nó đổi trắng đỏ liên tục nè, lúc thì đỏ lúc thì trắng, lúc đỏ lúc trắng, lúc đỏ lúc trắng, lúc đỏ lúc trắng liên tục, nó làm mình rất là confused. Cho nên anh chị hạn chế không dùng cái công cụ này cho cái việc day trade, nó sẽ làm cho mấy anh chị không biết là nó có đi lên tiếp tục hay đi lên xuống không. Tại vì cái nhiệm vụ nó là sao, nó thấy những cây nến đỏ thì nó có thể nó record là nhạt màu, nhưng mà đối với những anh chị mới á, mấy anh chị sợ là nó rớt ngược lại, cho nên rất là khó trade. Cho nên em recommend mấy anh chị sử dụng cái công cụ này cho việc swing, nhớ nha, sử dụng cái công cụ này cho cái việc swing chứ không phải là day trade. Rồi thì bây giờ mấy anh chị thấy nè, giống nãy cái số 0 nó là từ đâu ra, số 0 của nó là cái điểm giao nhau, cái điểm giao nhau giữa hai cái phần này. Downtrend khi mà mấy anh chị thấy nó còn đỏ, nó dòng được lên đây chứng tỏ là gì, nó pass over số 0 và đảo chiều xu hướng uptrend. Đây nè, em vẽ cái mũi tên là mấy anh chị thấy liền nè, từ lúc này là nó downtrend ha, mình bắt đầu từ đây. Rồi mấy anh chị thấy nè, nó vẫn còn đảo 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 ngay đây, bắt đầu nó giảm màu, nó chạy sideways và sao, nó từ từ nó rút chân lên đó, từ từ nó rút chân lên và end sub là gì, nó chạy lên chạy lên chạy lên tới đây, nó chuyển thành màu xanh, đúng không? Và nó gì, và nó đi lên tới đây, nó chuyển nhạt màu đó, đi theo câu chuyện luôn ha, nó chuyển nhạt màu rồi bắt đầu sideways, nhưng mà sao nó lại tiếp tục chuyển màu xanh, nó lên tiếp. Nó khá là confuse nếu như mà anh chị chỉ trade theo cái này only, cho nên sao người ta mới kết hợp thêm hai cái đường mắc đi và đường signal vô đó, là thêm hai cái đường mắc đi và đường signal vô. Lý do tại sao mà nó đổi màu, lý do tại sao mà nó đổi màu như vậy, có nghĩa là tại vì sao hai cái đường mắc đi và hai cái đường signal này nó vẫn còn nằm dưới cái chart, có nghĩa là nằm dưới số 0, chứng tỏ là cái xu hướng uptrend này chưa có bền vững đó. Mấy anh chị coi nè, cái lúc á mà hai cái đường mắc đi này nè, mắc đi và signal này nó qua cái chart, đúng không, là có nghĩa là nó qua số 0 là nó báo một cái xu hướng tăng bền vững hơn tí xíu đó. Rồi anh chị ok khúc này ha. Rồi em sẽ không hướng dẫn quá nhiều về mắc đi, tại vì em thấy thật sự luôn là nó không có tốt cho lắm, nó không phải là cái tốt cho lắm ha. Nhưng mà mắc đi á, nếu mà mấy anh chị nào mà lần trước mình có học ASA Divergence á, mà mấy anh chị nào không hiểu rõ về cái cách sử dụng ASA Divergence, mấy anh chị có thể sử dụng mắc đi để làm một cái gì, để làm một cái divergence. À đây em sẽ ví dụ cho mấy anh chị một cái divergence. Rồi thì một cái divergence mà em có thấy là nó xuất hiện vào ngày 1 tháng 7, mình sẽ đi tìm ngày 1 tháng 7. Rồi là ngày đây ha, đây nè, đây mình zoom rộng rộng ra xíu, mấy anh chị thấy ha, cái đáy của ngày 1 tháng 7 em sẽ vẽ một cái đây, thì mấy anh chị thấy sao, cái đáy này nó làm sao, nó cao hơn cái đáy này đúng không, nó cao hơn đáy này, có nghĩa là cái xu hướng nó vẫn còn giảm, đúng không, xu hướng vẫn giảm, nhưng mà trong cái mắc đi, để mình zoom rộng ra xíu, mấy anh chị thấy không, cái ô ngay đây nè, cái ô ngay đây nè, mấy anh chị so sánh giùm em coi cái ô này với lại cái ô này, cái ô nào nhỏ hơn, cái này nhỏ hơn đúng không. Bây giờ em thử em nối qua nè, từ bên đây em nối qua bên đây đó, thì mấy anh chị thấy sao, mấy anh chị thấy đây có phải là một cái divergence không. Nè cái mũi tên á thì mấy anh chị sẽ dễ nhìn hơn, nó đi trên cao nè, nó xuống thấp đúng không, nó đi từ trên cao nó xuống thấp và ngược, còn bên đây sao, nó đi từ thấp nó lên cao, mấy anh chị thấy nó ngược chiều nhau không? Một cái này zoom rộng ra anh chị thấy một cái đi xuống nè, cái đi lên, thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho việc gì, divergence. Rồi có cái divergence, khi mà anh chị thấy divergence này á thì nó là gì, một cái rất là tốt để mấy anh chị entry vô. Đó, nó là một cái dấu hiệu rất tốt để mấy anh chị entry vô. Ngược lại, mình có divergence ở dưới thì mình cũng có gì? Divergence ở trên. Bây giờ mấy anh chị thấy hai cái đỉnh này, cái đỉnh này nè. Em mình vẽ mũi tên đi ha cho nó dễ nhìn. Rồi, mấy anh chị em sẽ nối từ đây qua tới đây, mấy anh chị có phải thấy là một cái tăng không? Một cái mũi tên tăng không?
đúng không, một cái mũi tên tăng đây. Nhưng bây giờ mấy anh chị coi thử cái histogram này, cái này nè có phải là cao hơn cái này không, cái cục này nó cao hơn cục này. Bây giờ mấy anh chị nối qua, bây giờ mấy anh chị nối qua cái này có phải là cao hơn không. Rồi bây giờ ra nào đó, mấy anh chị thấy cái mũi tên không, cái này là một cái mũi tên giảm, còn này là mũi tên tăng. Thì khi mà cái mũi tên tăng giảm nó thay đổi vậy á, thì mấy anh chị thấy ngay cái nến tiếp theo trở đi là cái xu hướng nó đi đâu, nó drop đó, mấy anh chị thấy clear không? Đây cũng là một cách tìm cái divergence, có nghĩa là dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Nếu như anh chị không sử dụng ASA quen, ASA divergence quen, mấy anh chị có thể tìm những cái divergence ở trong MACD. Rồi thì nãy giờ nói về MACD ha, bắt đầu bây giờ em sẽ add thêm một cái indicator nữa cho mấy anh chị để mấy anh chị sử dụng, có thể là mấy anh chị confirm cái MACD này tốt hơn. Cái công cụ đó tên là BSM đây ha, em sẽ ghi ra là BSM, em sẽ ghi ra ngay đây để khi mà mấy anh chị add đó, mấy anh chị có thể nhớ là BSM. Rồi BSM đây, bắt đầu em mở ha, bấm chữ B cho SM y chang vậy thôi anh chị. Rồi BSM ha, nó có một cái duy nhất à, cho nên rất là khó lộn. Bây giờ mới vô nó rất là nhiều đường, bây giờ em sẽ hướng dẫn mấy anh chị setup. Mấy anh chị bấm vô setting. Rồi bây giờ mấy anh chị có thể để màu giống như em cũng được, khác em cũng được, nhưng mà em cảm thấy là nếu em chỉnh như vậy em rất là dễ nhìn. Đầu tiên là input mấy anh chị giữ nguyên cho em, đừng bấm gì hết ha, input mấy anh chị giữ nguyên. Qua style, cái này màu đỏ giữ nguyên, cái này màu xanh giữ nguyên, anh chị có thể dễ để dày ra xíu cho mấy anh chị dễ nhìn cũng được. Rồi cái color này em đổi thành màu trắng đúng không, cái này em chuyển thành màu vàng hoặc màu cam cũng được. Rồi em cũng để cho nó dày ra xíu cho dễ nhìn. Rồi cái banda superior này em giữ ha, cái banda inferior em không giữ, cái plot background em không giữ đó, cái background không giữ. Rồi ok xong rồi ha, đây em bấm ok. Rồi bây giờ nó có một cái indicator này, bây giờ em tạm thời em tắt cái histogram đi trước đi, em tắt cái histogram đi trước ha, mình sẽ tắt cái histogram đi. Bây giờ mình chỉ so sánh hai cái đường này thôi. Rồi thì hai cái đường này nó work như thế nào. Bây giờ nè mấy anh chị thấy đây là một cái đường đỏ đúng không, có nghĩa là sao, xu hướng giảm vẫn còn, xu hướng giảm vẫn còn đây. Rồi thì khi xu hướng giảm vẫn còn mình làm gì, mình không mua call hoặc là mình không mua đánh lên đúng không, mình không thể nào mua đánh lên như vậy được. Rồi khi mà nó chuyển thành màu trắng có nghĩa là nó báo cho anh dấu hiệu gì cho anh chị, nó báo hiệu dấu hiệu cho anh chị là cái xu hướng giảm này nè bắt đầu nó hết rồi đúng không. Bây giờ là gì, nó đang rớt đúng không, nếu mà bây giờ nó có một cái màu trắng xuất hiện ở đây, màu trắng xuất hiện là nó báo là à cái xu hướng giảm này bắt đầu giảm nha, nhưng mà nó chưa có confirm cho anh chị là có lên hay không, hoàn toàn nó không nói cho mình biết nó lên hay không, nhưng mà nó biết là cái gì, bắt đầu giảm mạnh rồi đó. Những cái chỗ này nè, đây nè mình sẽ em sẽ vẽ theo cái biểu đồ là dễ nhất nè. Nó từ đây nó rớt xuống ha, từ đây nó rớt xuống rồi nó tiếp tục nó dẫn rớt dẫn rớt dẫn rớt dẫn rớt tới ngay chỗ đoạn nó báo cho anh chị là à chỗ này bắt đầu chuyển thành màu trắng rồi, để ý đi coi chừng có thể nó uptrend ngay đây đúng không, uptrend ngay đây. Mấy anh chị có thể take một cái risk, mấy anh chị entry được ngay đây, có nghĩa là nó giảm xu hướng là mình có thể mua được rồi. Cái khúc này á mấy anh chị nghĩ là risky ha, nhưng mà thật sự nó cũng khá là an toàn. Tại vì sao, nếu như coi đây là có một support có nghĩa là phải có phải là mấy anh chị mua exactly ngay cái support không đúng không, còn hơn là mấy anh chị mua trên đây, hơn là mấy anh chị mua trên đây, anh chị có thể take một cái risk mấy anh chị mua ngay đây. Rồi cái mình theo dõi tiếp, nó lại chuyển thành màu đỏ đúng không, nó lại chuyển màu đỏ có nghĩa là gì, có nghĩa là khả năng nó có thể rớt tiếp. Nhưng bây giờ mình coi coi những cái candle này nó có rớt ra khỏi cái support mà mình đã thiết kế ra chưa, đó có nghĩa là sao, nếu mà rớt dưới đây mình mới cut loss đúng không. Nè, anh chị đã mua ở đâu, mua ngay đây, mua ngay support rồi thì khi nào cut loss, cut loss dưới cái support. Rồi khi mà mấy anh chị thấy mình chị mua nè, nó chuyển màu đỏ đúng không, nó chuyển màu đỏ nhưng mà sao nó vẫn tăng, vẫn tăng chứ nó không có giảm. Đây nè mấy anh chị mua ở đâu, mấy anh chị mua ở tại cái nến này, cái nến đỏ bên đây là mấy anh chị tăng 3 điểm, cho nên mình không thể nào mình tin tưởng hoàn toàn như một cái, nếu mà mình thấy nó vẫn tăng là vẫn còn khá an toàn. Rồi thì lúc này nó chuyển thành màu trắng chứng tỏ là gì, xu nó lại báo cho mình biết là cái xu hướng giảm này
có thể kết thúc bằng việc là chạy ngang, đúng không? Rồi thì bây giờ anh chị thấy sau đó nó chuyển thành gì? Màu xanh. Đó là bây giờ nãy anh chị nhớ mình mua đâu, mình mua đây đúng không? Bây giờ anh chị coi từ lúc nó chuyển thành màu xanh là mấy anh chị đã thắng được, đây nó chuyển thành màu xanh là giá này, là mấy anh chị thắng được 5 đồng. Rồi còn xanh là mình còn hô, tại vì xu hướng xanh còn là mình còn hô. Rồi đâu để em coi coi, lúc này cây có những cây nến xanh nó lên tới 14 điểm nè, thoải mái mấy anh chị, thấy lời là take profit, cứ anh chị cứ thấy lời là anh chị take profit không sao hết. Rồi khi mà mấy anh chị thấy mình đi thêm một số cây nến nữa thì gì, cái màu xanh nó chuyển sang màu trắng, xem tin như ở dưới mình hiểu định nghĩa của nó là gì, đang xanh có màu trắng xuất hiện chứng tỏ là khả năng quay ngược trở lại rất là cao, đúng không? Rồi thì khi mà anh chị thấy nó quay ngược trở lại nè, khi mà nó chuyển sang màu trắng nè đó, cái là chuyển ngược qua màu đỏ là nó rớt, đúng không? Đâu ai mình mà anh chị thấy nó chuyển màu đỏ liền đi, ví giả dụ bây giờ em nói anh chị muốn hô mà anh thấy chị chuyển nó màu đỏ liền thì anh chị vẫn có lời như thường, anh chị mua ở đây đúng không, mà nó chuyển màu đỏ là khúc này là cây nến này, anh chị vẫn thắng được 7 đồng, đúng không? Không sao hết mấy anh chị, mình đã bán bớt ở trên, còn cái ở dưới này mình lời ít lại chứ mình hoàn toàn mình không lỗ, đúng không? Đây là mình lợi ích tại mình take một cái risk khá an toàn. Ngay đây người ta gọi là gì, nếu như là em á, người ta hay nói á, đây là recession đúng không, mà mình mua tại support thì bây giờ mấy anh chị thôi, mấy có anh chị đo thử cái risk này coi, là mấy anh chị mua ở đây đi, ví dụ bây giờ mấy anh chị sẽ cut loss ở cái khúc này, cái candle thấp nhất, nhưng mà cái lời là mấy anh chị lời lên tới cái resistance, đúng không? Tại vì mình có một cái resistance ngay đây. Thì bây giờ cái lệnh này mấy anh chị coi sao, ratio của anh chị là 0 chấm hình như em để ngược, sorry anh chị, em để hơi ngược, phải đáng lý phải như vậy. Đâu để cái này mới là long nè, phải đúng rồi, cái này mới là đúng nè. Rồi mình để lỗ đấy ha, sorry anh chị. Rồi thì bây giờ mấy anh chị coi cái ratio là bao nhiêu, là 4.35, có nghĩa là một, đây là tỷ lệ bỏ 1 ăn 4.35, đúng không? Tỷ lệ bỏ 1 ăn 4.35, mua ngay đây mấy anh chị chịu lỗ bao nhiêu, mấy anh chị chịu lỗ 1 đồng, nhưng mà khi ăn á mấy anh chị ăn được tới 4.35 lần đó, mình chịu lỗ 1% để mình ăn được 4.36%, lỗ 3.86 để ăn 16.79. Giờ mấy anh chị thấy không, end sub là nó, cái target này nó hit nè, đúng không? End sub là cái target này nó hit nè, đó một cái tỷ lệ lợi nhuận rất tốt, mấy anh chị thấy không? Rồi đó mấy anh chị coi, cái thứ hai mà em muốn giới thiệu mấy anh chị ở trong cái này là bây giờ mấy anh chị coi nè, cái lúc á mà nó crossover là ở đây, còn cái lúc nó chuyển màu trắng mấy anh chị coi coi là ở đây đúng không, mấy anh chị thấy nó sớm hơn không, mà nó sớm hơn tới đây lận nè, nó sớm hơn tới chỗ này lận nè. Đó lý do mà em nói anh chị là đừng có mua crossover là vậy, là mình bị lay gần như là từ đây nè mà nó crossover là tới đây là mấy anh chị đã bị mất bao nhiêu tiền, mấy anh chị phải mua mắc hơn tới rớt ở đây lận chứ, là mấy anh chị mua mắc tới 6 đồng lận, mấy anh chị thấy không, mình mắc hơn tới 6 đồng. Còn công cụ này nó sẽ hỗ trợ mấy anh chị tốt hơn, mua một cái giá đẹp hơn. Ok bây giờ mình thử mình coi những cái dùng khác à, nếu như cái này đã không tốt thì sao, tắt nó đi. Đây em sẽ so sánh được cái nữa rồi sau đó em sẽ tắt nó đi. Mấy anh chị thấy ha, nó đang đỏ, nó chỉ thành màu trắng tại cái chỗ này, mắc đi hoàn toàn chưa cross, nhưng mà anh chị thấy chuyển màu trắng là mấy anh chị mua ngay đáy không? Đó, mấy anh chị thấy mua ngay đáy không? Rồi, bây giờ trước nè, mấy anh chị nhớ không? Là mình phải để support resistance vô. Ngay đây nó có một cái resistance. Thì mấy anh chị thấy chuyển màu trắng, mình cũng để một cái lệnh risk and reward vô. Mình cũng để một cái risk and reward vô ngay đây. Mình sẽ entry ngay đây. Mình sẽ stop loss đâu? Mình stop loss ngay cái đuôi của cái nến này. Và mình bán ra ở resistance. Bây giờ mấy anh chị coi cái trade này là 6.79. Có nghĩa là bỏ 2 đồng 53 để ăn 17 đồng 18. Và mấy anh chị coi coi nó có tới không? Tới. Đúng không? Dựa vô cái support resistance bên đây. Đó, người ta đã từng trade ở đây tạo thành một cái gì? Support. Thì qua đây nó chuyển thành gì? Resistance. Polarity. Đó, rồi mấy anh chị coi. Hồi nãy em có nói mấy anh chị á là mình bán bớt ở đây, tại tại sao nó đụng ở đây, mình phải bán. Rồi khi mà nó rớt xuống ngược lại, lúc này mấy anh chị phải coi coi nó có bị lủng không? Nó có bị lủng cái stop loss không? Hoàn toàn chưa. End sub là sao?
nó lại đi cao hơn cái lần trước nữa. Đó mấy anh chị thấy không? Nếu mà anh chị bán bớt ở đây là mấy anh chị có một cái số vốn. Đúng không? Mình đúng kỷ luật, mình bán bớt ở đây là mấy anh chị có một cái số vốn. Đem xuống đây mấy anh chị thấy mà nó chưa lủng, mấy anh chị mua lại một lần nữa cũng xem cái risk and reward. Cut loss 2.53 và bán ở đây, nếu mà nó hơn nữa quá tốt luôn, không có gì phải lo hết, quá tốt luôn. Mà cái hơn nữa là sao? Bỏ này đi ha, cái này không có hiệu quả gì hết, mình bỏ, tại vì nó crossover ở đây là mấy anh chị mua ở đây lần này, mà còn cái này chuyển màu trắng ở đây thì mấy anh chị mua dưới này. Anh chị thấy không? Bây giờ em đo cho mấy anh chị nè, nó chuyển, nó crossover là từ đây, là từ cái cây nến này, là mấy anh chị mất bao nhiêu? 10 đồng. Mấy anh chị có thấy bây giờ cái risk của mấy anh chị quá nhiều không? Còn cái reward không có bao nhiêu nữa nè. Rồi, tiếp tục. Bây giờ bỏ, nhưng mà một cái mình nên giữ lại đó là mình giữ cái histogram. Đó, bây giờ mấy anh chị giữ histogram thôi. Đó, rồi bây giờ mấy anh chị áp dụng hai cái này vô. Đúng không? Mấy anh chị áp dụng hai cái này vô. Hồi nãy mình mua là tại sao bắt đầu nó chuyển thành màu trắng nè. Đó, nó chuyển thành màu trắng ở đây. Còn xanh là mình còn giữ. Rồi, chuyển qua đây, bán. Đó, anh chị thấy không? Rồi, bây giờ mấy anh chị coi cái lệnh này nè, nó lên tới chỗ này, nó báo cái gì? Ok, bây giờ ha. Nè, đáng lý là mình phải bán ngay cái support ngay đây. Nhưng mà bây giờ mấy anh chị coi cái này. Lúc mà nó chạy lên tới đây thì mấy anh chị thấy không? Nó vẫn còn xanh, có nghĩa là cái xu hướng tăng nó chưa bị bỏ. Đúng không? Xu hướng tăng nó chưa bỏ. Như ngay đây nó đụng lần đầu thì nó chuyển sang màu trắng. Có nghĩa là lúc này xu hướng tăng nó giảm nè, xu hướng tăng nó bỏ nè. Thì sao nó rớt ngược lại. Nhưng mà mấy anh chị thấy ngay đây không? Chưa bỏ. Khi mà mấy anh chị thấy nó chưa có bỏ, mấy anh chị cứ tiếp tục, mấy anh chị strong hand, mấy anh chị hold tới khi nào nó hiện sao? Một cái trắng ra ngay đây. Thì mình mới làm gì? Mình mới bỏ đi. Như bên đây nè, thấy hiện ra màu trắng thấy bỏ. Còn nếu như mà nó hiện ra màu xanh, nó vẫn còn tăng 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 như vậy, tự tin tí xíu giữ lại. Hoặc là sao? Mình sẽ bỏ khi nào? Khi cái đường màu xanh nó cross over được bộ dạng. Hoặc là sao? Khi mà anh chị thấy mất đi, đổi màu, mấy anh chị bán ra. Đó, anh chị thấy không? Đây mất đi, thật sự em không thích xài mất đi. Nhưng nếu như mấy anh chị học cái bootcamp này, mấy anh chị sẽ biết thêm một cái indicator đi chung với lại mất đi và nó work rất là tốt. Có một cách nữa là mấy anh chị để nó vô ô chung bằng cách là mấy anh chị bấm vô đây nè, nó có dấu ba chấm, mấy anh chị bấm move to exit là existing band above, có nghĩa là nó add cái này vô đây, để em thử cho coi. Đó, nếu mà mấy anh chị quen mắt thì mấy anh chị có thể sử dụng. Đó, đây nó gom hai cái vô một nè, nhưng mà nó hơi khó nhìn. Cho nên nếu như mà mấy anh chị không muốn, mấy anh chị có thể tách nó ra ngược lại. Ha, tùy mấy anh chị. Và cái công cụ này nó sử dụng chỗ gì? Swing. Nhớ nha, không dùng mắt đi cho day trade, rất là risky. Vẫn sử dụng được nhưng rất là risky. Cho nên mấy anh chị hạn chế, đừng sử dụng. Rồi, bootcamp ngày 13 kết thúc ha. Rồi, thank you mấy anh chị.